Pina đấy. Cái này là cá xe mình. Cái dĩa mình mới lấy nè, còn tán kiều thêm còn có lý á, ăn cái đó đỡ hơn cái đỡ hơn cái dĩa. Này là wasabi với chín giờ. Quà con cá xe mình nó béo vậy ha. À nó thì có sợ. Tại anh ta bị nhiệt sống. Tại anh lắm luôn. Tại anh đi. Tại anh đi. Tôi giật mình là một lần rồi tao quản. Béo quá. Béo quá sức béo. Cắn như cục thịt mỡ heo hả? À. Mình quay láng miệng các bạn bên kia mọi người coi nha. Coi nó ăn cua như thế nào nha. À mình quay nha coi nè. Thấy không? Cái nhìn thấy không? Quay lại. Quay lại nó. Nó ăn không biết nó thấy mình không. Mà đâu có sao đâu, lỡ rồi. Mễ mà nó đâu có xu mình được. Mỹ trắng với Mỹ đen nó biết xu, mễ nó ít xu lắm. Nhưng mà Mỹ đen nha, bảy nó khi mà nó thôi nó không tiền lại đâu mà. Ừ, mễ nó xu nó khá khá à, còn mấy cái này nó không xu đâu. Nói chung mình nó có đâu biết mình là ai mà nó xu. Bưng đây ăn à. Vì nó rõ, tại vì cái bàn á để vào nó béo.
để ùa cái gì á của anh em. Ừ, là... để mình quay cái gì anh em mình để mình quay không. Cái gì đâu? Ngâm chanh. Đó, nó làm giống như đã à. Con cá tuna thì ăn nó bùi. Nó không có béo. Nó không có béo bằng con cá kia. Đó là con crawfish đó em. Con này là con crawfish. Đó là mà bẻ cái đuôi ra. Đuôi nó ra, nó lấy cái đèn ra luôn. Họ thấy con tôm không bự cho. Càng này nó chẳng có gì ăn ha. Cái càng của con tôm á, nó dễ bỏ xương hơn Tiên. Cái càng nó chẳng có gì ăn ha. Nè, có chút xíu à. Cái càng nó chút xíu à ha. Thôi trả lại, không ăn. Trả lại con này. Không thịt nó không ngon. Ăn với cái con này ngon hơn. Mực nè. Mực nướng. Ngon ghê. Để vừa lúc mình về nhà mình làm, mình tự làm mực nướng nè, thử coi. Ngon không? Mực nướng ngon. Wasabi. Cái gì nãy không? Ai ngon cái này hết. À. Cái bà tàu hồi nãy bà lấy ở tường bà lấy cái nồi thì cái xeo lại rồi thì cái vỏ lại không cái vỏ lại bà lấy xếp không à. Nguy hiểm lắm. Này không ăn. Con này là con cheese mussel. Scallops. Ăn đồ biển nhiều quá nên giờ phải ăn rau vô lại cho nó cho xong.
văn cắn rớt mà vàng nước luôn. Ok, bye mọi người. Bye. Hẹn gặp lại nha. Sao mà no à? Em lấy rau nữa là xong. Mình vô mình ăn đồ biển. Tôm, cua, mực. Cả quán 20 đồng một người. Rồi xong đó mình mới ăn một chỉ rau vô. Thì rau nó để nó đai chết mà nó tiêu hóa mấy cái đồ ăn đồ biển của mình cho nhiều. Chứ bây giờ mình ăn đồ biển nhiều quá, không ăn rau vô á, đói nó khó tiêu. Ok. Bye.